À, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thân thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình trả lời một thắc mắc của một bạn. Bạn ấy hỏi rằng chứng minh phân số nhỏ hơn 1. Thì lúc trước mình có một bài hướng dẫn tất cả các bạn biết cách để xác định phân số đó nhỏ hơn 1, được chưa? Bây giờ mình chứng minh. Thì mình lấy ví dụ về phân số trước, ví dụ để cho các bạn biết được phân số là gì đã. Ví dụ như 2 chia 5 thì người ta viết dưới dạng phân số là 2 phần 5, được chưa? Cái số 2 ở trên người ta gọi là tử số, hay còn gọi là tử. Số 5 ở dưới người ta gọi là mẫu số, được chưa? Và 2 phần 5 người ta gọi là phân số. Và các bạn nhớ giúp mình mẫu phải khác khác không nha các bạn. Nhớ giúp mình mẫu phải khác không. Cái điều này rất quan trọng khi các bạn lên lớp lớp 9. Được chưa? Mẫu là mẹ phải khác khác không. Ok chưa ạ? Rồi thì video gọi là video ở phía trước mình đã có khẳng định rằng nếu tử nè, tử số nè nhỏ hơn mẫu nè, mẫu số nè, thì cái phân số đó, phân số tử nè phần mẫu nè sẽ nhỏ hơn một, được chưa? Tử nhỏ hơn mẫu, phân số đó nhỏ hơn một. Bây giờ mình chứng minh thì mình lấy ví dụ cơ bản luôn. Ví dụ như 2/5 chứng minh nhỏ hơn một thì đó chính là bài so sánh đó các bạn. So sánh được chưa? So sánh thì thứ nhất các bạn biết rằng số tự nhiên nè, số 1, nhớ số tự nhiên là phân số có mẫu là một, được chưa? Vậy mình so sánh 2/5 và 1 thì mình cũng so sánh 2/5 và 1/1, được chưa ạ? Thì để so sánh, đây là phân số nè, đây là phân số nè, thì các bạn bước 1 quy đồng mẫu, hay còn gọi là tìm mẫu số chung đó các bạn. Rồi thì rất đơn giản thôi, các bạn lấy 5 nè nhân mẫu này, mẫu 5 nhân mẫu 1 ra 5 thì mẫu số chung là 5 bằng mở ngoặc 5 nhân 1, được chưa? Rồi bắt đầu 2/5 thì 5 thiếu mấy à? Thiếu 1, thì các bạn có thể khỏi nhân nhưng mình nhân luôn cho bạn thấy, lấy tử nhân 1 và lấy mẫu nhân 1. 2 nhân 1 bằng 2, 5 nhân 1 bằng bằng 5, ok chưa? Tiếp tục 1/1. Rồi, 1 thì thiếu mấy à? Thiếu 5 thì nhân 5. Vậy sẽ bằng mấy à? 5/5. Được chưa? Rồi. Bắt đầu bây giờ mình sẽ so sánh 2/5 với lại 5/5 thì các bạn thấy gì ạ? 2/5 nè. So sánh với 5/5. Muốn so sánh hai phân số các bạn phải cùng mẫu chưa ạ? Cùng mẫu rồi thì các bạn so sánh bước 2 nè, so sánh tử, được chưa? 2 với 5 thì nào lớn hơn ạ? Hàng 5 lớn hơn, được chưa? Và 2/5 chính là 2/5, nên 5/5 chính là mấy ạ? Là 1/1, mà 1/1 bằng mấy ạ? Bằng 1, thì nhỏ hơn 1, được chưa? Vậy mình tổng kết lại lần nữa, muốn phân số nhỏ hơn 1 thì tử nhỏ hơn mẫu, suy ra phân số đó nhỏ hơn 1, ok chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.